Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 14 tháng 7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã chủ trì phiên họp thứ hai thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết và các tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã rà soát thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 diễn ra vào ngày 16 và ngày 17 tháng 7 sắp tới. Đây là những nội dung đã báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đã được các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra. Sau khi xem xét, thảo luận trong số 103 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đưa ra khỏi danh sách 4 tờ trình, đồng thời bổ sung vào danh sách 3 tờ trình khác. Một số tờ trình được thay đổi tên để phù hợp với nội dung bên trong. Như vậy, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 102 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn làm rõ thêm một số nội dung trong các tờ trình cũng như quá trình chuẩn bị xây dựng các tờ trình. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuẩn bị nội dung, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện các nội dung tờ trình theo danh sách chính thức. Căn cứ các nội dung và lĩnh vực của tờ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phân công các thành viên trình bày các tờ trình tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ, thời gian tổ chức kỳ họp chỉ trong 2 ngày nhưng khối lượng công việc rất nhiều, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Do đó, công tác chuẩn bị mọi mặt cho kỳ họp phải chu đáo, nội dung chương trình phải khoa học ngắn gọn. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần rà soát kỹ lưỡng từng công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ, đảm bảo để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều qua đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Sầm Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Sầm Sơn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Sầm Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của thành phố biển đã hy sinh vì nền hòa bình độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bà Vũ Thị Ngát là vợ liệt sĩ hiện ở khu phố Phúc Đức, phường Quảng Tiến, gia đình bà Nguyễn Thị Vượng, vợ liệt sĩ ở khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, ghi nhận tri ân những cống hiến hy sinh và chia sẻ với sự mất mát của các thân nhân liệt sĩ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thân nhân liệt sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất và các phong trào tại địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thành phố Sầm Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, nhất là những trường hợp neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng quản lý 237 thương binh, bệnh binh và người có công. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ những mất mát hy sinh với các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ để đất nước có nền độc lập hôm nay. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thương bệnh binh, người có công tiếp tục vượt qua đau đớn do vết thương chiến tranh và bệnh tật, cố gắng rèn luyện, nâng cao sức khỏe, sống vui và có ý nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chu đáo, tận tình trong chăm sóc và điều trị, giúp người có công có cuộc sống tốt nhất tại trung tâm. Cũng trong chiều qua, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Thọ Xuân.
cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân, dành phút mặc niệm và thắp hương lên từng phần mộ, bày tỏ sự biết ơn to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình bệnh binh Lê Đình Hóa ở thôn Thịnh Mỹ 1, xã Thọ Diên, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Ánh Thép ở thôn 5 và mẹ Trịnh Thị Tròn, 101 tuổi, là mẹ liệt sĩ ở thôn 2, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các đối tượng chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến lớn lao của các gia đình, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất để xây dựng quê hương, cũng như thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để các thế hệ con cháu học tập noi theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, nhà nước với thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng để các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 14 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu dự hội thi. Tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa năm 2021 có 108 thí sinh là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, chỉ huy trưởng, chính trị viên và phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Tại hội thi, các thí sinh sẽ tham gia phần thi chung với nội dung nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ và thi bắn súng K54 bài 1C. Cùng với đó, từng đối tượng thí sinh sẽ có các bài thi riêng phù hợp. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, trách nhiệm trình độ, năng lực, tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Đồng thời, hội thi được chọn làm điểm để Quân khu 4 rút kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi cấp tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Phan Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh, yêu cầu Ban Tổ chức điều hành hội thi đúng kế hoạch, khoa học, nghiêm túc, chất lượng, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban giám khảo phải đánh giá trung thực, khách quan, đúng thực chất trình độ, năng lực của các thí sinh. Đồng thời, tuyển chọn thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp trên đạt thành tích cao. Đối với các thí sinh tham dự thi, phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, quy chế thi, tích cực nghiên cứu, sáng tạo trong quá trình tham gia hội thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, thông qua hội thi, xây dựng tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo công tác dân quân tự vệ. Sau khi kết thúc hội thi, các thí sinh theo chức trách, nhiệm vụ cần vận dụng linh hoạt những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu vào thực tiễn địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở phải thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án điều chỉnh một số tuyến đê liên quan đến đồ án mở rộng quy hoạch đô thị biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa. Theo phương án điều chỉnh của đơn vị tư vấn, các tuyến đê điều chỉnh có chiều dài 9,4 km, có nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp cho khu vực có diện tích trên 940 ha, dân số khoảng 30.000 người. Đại diện các sở ngành của tỉnh và huyện Hoàng Hóa đã phân tích, đưa ra đánh giá về các tác động của việc điều chỉnh các tuyến đê đến khả năng thoát lũ của hệ thống sông Mã, vấn đề an toàn đê điều và phòng chống bồi lắng, xói lở bờ sông, bờ biển. Đồng thời, đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo tính phù hợp, ổn định lâu dài của các tuyến đê. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đồng ý thực hiện điều chỉnh các tuyến đê sông Mã, sông Cung. Đối với tuyến đê biển, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng tình với đề xuất của đơn vị tư vấn về việc điều chỉnh xây dựng tuyến đê sát mép biển mà phải có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển hiện có, nhất là phải đảm bảo hành lang tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão.
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan và huyện Hoàng Hóa chuẩn bị hồ sơ để báo cáo Hội đồng dân tỉnh trong phiên họp gần nhất. Giao các ngành có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và huyện Hoàng Hóa, thực hiện tốt đồ án điều chỉnh các tuyến đê nhằm thực hiện có hiệu quả đồ án mở rộng quy hoạch đô thị biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa. Hôm qua ngày 14 tháng 7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, lĩnh vực lao động, người có công, xã hội và thực hiện nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành chức năng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục kiên định với các mục tiêu đã đề ra. Trước mắt cần tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ một cách thiết thực ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống một cách hiệu quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới các đối tượng người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động khu vực phi chính thức, người lao động trong các khu cụm công nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Quyết tâm không để đứt gãy chuỗi cung ứng người lao động. Việc triển khai thực hiện nghị quyết 68, quyết định 23 cần nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch để góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, việc làm, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Phát biểu kết luận tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành địa phương ra soát xác định các tiêu chí đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23 trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng kế hoạch phải dự liệu cho thời gian tới, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, đối tượng bị ảnh hưởng rộng hơn vẫn có thể áp dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khi triển khai thực hiện các chính sách mới phải đảm bảo kịp thời đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và đảm bảo công khai minh bạch, tránh để xảy ra các sai phạm trong quá trình rà soát, hỗ trợ đối tượng, đồng thời thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ, tuyệt đối không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phân tích những nguyên nhân hạn chế và bàn về những giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa sẽ chú trọng đẩy mạnh trong đoàn viên việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, triển khai có hiệu quả quỹ hỗ trợ công nhân viên chức lao động công đoàn Thanh Hóa, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và công tác thi đua khen thưởng cho năm 2021. Hội người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Với phương châm hành động đoàn kết, dân chủ, mẫu mực, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Người Cao Tuổi Thị xã Bỉm Sơn phấn đấu vận động kết nạp từ 98% hội viên vào hội. Phấn đấu 100% các chi hội người cao tuổi triển khai các loại hình câu lạc bộ người cao tuổi thu hút từ 50% hội viên tham gia. 80% người cao tuổi trở lên tham gia phong trào tuổi cao gương sáng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Tại đại hội, Hội Người Cao Tuổi Thị xã Bỉm Sơn đã được tỉnh Hội Người Cao Tuổi Thanh Hóa trao tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến mới và hết sức phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Thanh Hóa đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch, từ ngày 11 tháng 7 năm 2021, thành phố Thanh Hóa mở chiến dịch cao điểm tầm soát COVID-19 tại các khu vực trọng điểm như nhà ga, bến xe và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Từ ngày 11 tháng 7,
Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa đã bố trí lực lượng thường trực tại ga Thanh Hóa để giám sát, kiểm soát hành khách xuống tàu. Tất cả hành khách xuống tàu đều được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế. Những trường hợp về từ các tỉnh có dịch sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Từ ngày 11 tháng 7 là ngành đường sắt chỉ tổ chức chạy một đôi tàu đi đến giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đón trả khách tại ga Thanh Hóa. Tất cả hành khách xuống tàu trước khi ra khỏi ga đều được kiểm soát, việc kiểm soát tầm soát dịch bệnh COVID đảm bảo cho cái việc phát hiện sớm được các cái trường hợp mà có nguồn lây nhiễm, các nguy cơ lây nhiễm cao để hạn chế được tối đa lây nhiễm phát tán dịch bệnh COVID ra cộng đồng. Trung tâm đã bố trí đầy đủ cái lực lượng túc trực tại sân ga, mỗi kiếp trực là gồm 5 cán bộ, đủ đầy đủ từ công tác giám sát cho đến giám sát từ hành khách và cho khai báo y tế và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh. Khi khách có đủ yêu cầu xét nghiệm đảm bảo âm tính thì mới cho khách ra khỏi sân ga và về địa phương. Để chủ động kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, thành phố Thanh Hóa đã mở chiến dịch cao điểm xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các khu vực trọng điểm gồm nhà ga, bến xe, một số khu dân cư có nhiều người về từ vùng có dịch. Đặc biệt, trong đợt này, các doanh nghiệp tại thành phố Thanh Hóa đã đăng ký test nhanh tầm soát COVID-19 cho khoảng 68.000 người. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm là Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, Trung tâm Xét nghiệm Melatech Thanh Hóa. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã chuẩn bị về nguồn lực, về con người cũng như là về các cái điều kiện để thực hiện xét nghiệm test nhanh cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thì từ khi triển khai đến nay thì chúng tôi đã thực hiện được 5 công ty và số lượng đã thực hiện được khoảng 5.000 cái test nhanh cho các cái doanh nghiệp. Trong thời gian tới thì theo nhu cầu đề xuất của các công ty thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai và thực hiện test cái COVID nhanh ở các cái doanh nghiệp và dự kiến khoảng 10.000 công nhân. Việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong cộng đồng của thành phố Thanh Hóa nhằm đánh giá nguy cơ dịch bệnh, phát hiện sớm các ca mắc để triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thanh Hóa, công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn còn một số bất cập. Dọc tuyến đường Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, nhiều quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn ngang nhiên kê bàn ghế cho khách ngồi ăn uống ngoài vỉa hè. Nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang. Còn tại đường Dương Đình Nghệ, khu vực do phường Đông Thọ quản lý, nhà hàng đông kín người, ngồi san sát nhau, không chấp hành các quy định phòng chống dịch cũng như lệnh cấm của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, dễ dàng bắt gặp tại các cửa hàng kinh doanh dịch vụ giải khát, cà phê trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ngồi trong không gian hẹp, ngồi không đảm bảo khoảng cách và dùng điều hòa. Đây đang là những hạn chế cần được thành phố Thanh Hóa sớm có biện pháp khắc phục. Bởi theo các chuyên gia y tế, những môi trường kín tập trung đông người như thế này là những nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao và vô cùng nguy hiểm. Do đó, sự quyết liệt của chính quyền, các ngành chức năng và ý thức chủ động phòng chống dịch bảo vệ bản thân và gia đình của mỗi người dân mới là thành trì vững chắc nhất để ngăn chặn làn sóng lây lan của dịch COVID-19. Các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp phòng dịch cả trong hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Điều đó không chỉ giúp các đơn vị đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải mà còn góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Chốt kiểm dịch này được Ban Quản lý chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương đưa vào hoạt động từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát. Tất cả các phương tiện từ tỉnh ngoài vào đều được phun khử khuẩn, lái xe, phụ xe, khai báo y tế, lịch trình di chuyển và xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra, xe mới được vào khu vực chợ để bốc giữa hàng hóa. Hoạt động của chốt kiểm dịch nhằm siết chặt quản lý phương tiện vận tải ra vào chợ trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp và lái xe đường dài là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Đối với những cái xe mà tỉnh mà hiện giờ là đang là nguy cơ thì nóng thì chúng tôi cho đứng ngoài trục đường ngoài Việt Nam Xanh để vận tải hàng, chuyển hàng hóa vào chợ. Còn những xe lái xe nào mà không có giấy xét nghiệm COVID âm tính hoặc là có nhưng hết thời hạn thì chúng tôi sẽ mời rời ra khỏi khu vực chợ và yêu cầu bên Ủy ban nhân dân phường, ban chỉ đạo sang phối hợp để xử lý những cái xe sai phạm.
Trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt, taxi, việc đeo khẩu trang là yêu cầu đầu tiên và bắt buộc đối với các lái xe, nhân viên bán vé cũng như hành khách đi xe. Trên các xe đều được bố trí nước sát khuẩn tay và khẩu trang dự phòng để phục vụ hành khách. Các đơn vị vận tải đã yêu cầu lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm túc việc ghi chép thông tin hành khách cũng như vệ sinh khử khuẩn toàn bộ các xe trước và sau mỗi chuyến đi. Khi mà hành khách lên xe là bắt buộc phải đeo khẩu trang. Còn việc là hành khách mà đeo mà đối phó thì công ty cũng thứ nhất là trước hết là nhắc nhở, thứ hai nếu mà tái phạm thì công ty yêu cầu là phải xuống xe, thì cái đó là bắt buộc. Chúng tôi ở bên dịch vụ vận tải thì bao giờ cũng có sự chuẩn bị, mà hai là thực hiện theo đúng chỉ thị của Thủ tướng. Khách hàng có di chuyển hoặc là đón được nhận khách ấy, thì phải hỏi xem là khách hàng ở đâu đến và từ đâu ấy, để biết là ghi lại cái trong cái nhật ký nhật trình đó, để mà về báo cáo với tổng đài, với lãnh đạo để hướng như thế để sau này không có dịch, không may có dịch thì cũng phải truy cập nhanh hơn. Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Thanh Hóa đã quyết định dừng vận tải hành khách đi đến một số tỉnh thành có dịch. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cũng đã thành lập các tổ công tác cắm chốt tại các điểm bến và lưu động trên các tuyến xe để kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch COVID-19. Qua đó, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định. Nhờ mạnh dạn và đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm qua, gia đình bà Lê Thị Tượng ở thôn Trô, xã Giao An, huyện Lang Chánh đã đưa cây cau vào trồng. Đến nay, nhiều diện tích cau đã cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Sau nhiều năm trồng sắn rồi đến trồng mía, nhưng do đất cằn khiến năng suất thấp, không mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2006, gia đình bà Lê Thị Tượng ở thôn Trô, xã Giao An, huyện Lang Chánh đã mạnh dạn đưa 600 cây cau vào trồng. Sau 5 năm, cau của gia đình bà đã cho thu hoạch. Đến nay, mỗi vụ cau gia đình bà thu hoạch được khoảng 4 tấn quả với giá bán dao động từ 30 đến 45.000 đồng một kg. Hàng năm, gia đình bà có thể thu được từ 120 đến 150 triệu đồng từ trồng cau lấy quả. Hiện tại gia đình bây giờ là đang có 600 cây cau là thu nhập ạ. Thì thấy giá cả thì cũng ổn định, thì nói chung là gia đình mà cũng thấy ổn định. Cau là cây trồng chịu được thời tiết khắc nghiệt, chi phí đầu tư thấp, lại không tốn nhiều công chăm sóc. Nhận thấy trồng cau có hiệu quả và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Vì thế đến nay, gia đình bà Tượng đã trồng được trên 12.000 cây với tổng diện tích trên 5 hectare. Cái giá thị trường bây giờ ấy, thì cái cây cau thì có vẻ rất đồn bền vững so với các cây khác. Bởi vì cái góc độ thu mua của các thương lái của Trung Quốc cũng như là Việt Nam ấy, thì bây giờ là Việt Nam mình cũng đã có xưởng để chế biến đấy, và kèm theo là thu mua và cũng cái, theo cái giá cả giá nhập ổn định, trong khi đó là còn có thêm giống, ươm thêm giống, bán thêm giống với cái giá thành thì cái giống thì cũng rất là ổn định. Không chỉ gia đình bà Tượng, hiện nay trên địa bàn xã Giao An, nhiều hộ dân đang đưa cây cau vào trồng. Với cái mô hình này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục tuyên truyền cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân thì tích cực là học tập cái mô hình nhà ông Dũng và bà Tượng để tiếp tục là mở rộng cái diện tích trồng cau, các cái diện tích mà hội gia đình có đất, để mục tiêu là đem lại cái hiệu quả kinh tế để cùng góp phần với các ủy chính quyền địa phương tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay việc phát triển trồng cau đang mang tính chất tự phát, vì vậy để phát triển bền vững, huyện Lang Chánh cần có quy hoạch cụ thể, đồng thời tăng cường tập huấn về kỹ thuật thâm canh để nâng cao hiệu quả của cây cau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.